Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc mừng bệnh viện Sản Nhi TWC Long An nhân dịp bệnh viện vừa khánh thành và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Nằm ngay cửa ngõ đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Sản Nhi TWG Long An có quy mô đầu tư 1.500 tỷ đồng, 500 giường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho người dân các tỉnh miền Tây, giảm tải y tế tuyến trên. Đây là bệnh viện đầu tiên được chính phủ cho phép chuyển từ đầu tư công sang đầu tư tư nhân bằng hình thức xã hội hóa. Là hiện nay là bệnh viện đang phát triển cả sản cả nhi và trong những công suất mà chưa sử dụng hết thì có thể là sử dụng như là tỉnh cho phép là hoạt động thêm những cái lĩnh vực của đa khoa, tức là khoảng 70% sản nhi và 30% là của đa khoa. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng là một cái mô hình mà chúng tôi nghĩ nó sẽ đem lại cái hiệu quả với cái sự đồng lòng của nhà nước, của nhà đầu tư tư nhân và của bệnh viện. Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật TWG hiện đang đẩy mạnh đầu tư vào y tế và giáo dục. Ngoài Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, tập đoàn cũng vừa khởi công Bệnh viện Hoàng Mỹ phía Tây và chuẩn bị triển khai Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn.